Thì xin chào các bạn, hôm nay mình đang có bộ luật cho mình nấu bếp. Mình thấy là các bạn đang xem video channel. Giờ mình sẽ giới thiệu từng món nhau. Món thứ quanh mình nó nói tiếng Anh luôn nha. Món thứ quanh là cái đồ đây chiên mì. Trụng mì. Trụng mì. Cái thứ hai sao con hậu lẹo quá vậy. Cái thứ hai là đồ lớp nắng chân. Dớt trứng lên bỏ lên đầu. Giao ra bán không Vy? Dạ không. Nghĩ sao vậy? Thì cất đứa này mà. Bè. Giờ mình sẽ làm mứt dừa như thế nào. Đầu tiên mình sẽ cắt mứt dừa ra từng miếng nhỏ. Ủa sao cắt quãng được đó? Nó phương mại chứ. Sao cắt quãng được đấy? Mấy vị vừa xin chào tất cả các bạn. Giờ mấy vị vừa xin
bỏ dừa với đường vô. Đường ta bỏ vô dừa. Giờ mình sẽ bỏ vô nha. Giờ mình bỏ vô bếp. Mình bỏ vô bếp rồi các bạn, bỏ vô luôn nha. Rồi đợi xíu ăn miếng rồi bỏ ha. Cảm giác nó có sợ sợ sao? Đang làm mất. Đang làm mất dâu. Hôm nay mình sẽ có mất dâu ăn nha các bạn. Ta ta ơi, rồi, ôi trời ơi các em mình ơi. Ta ra đại dạy ơi, trời ơi các anh mình ơi. Ta đến đây rồi, gì mà em ta ơi rồi. Ta đến đây, rồi hay cầm mình ơi, hay cầm mình ơi. Ta mới nhớ là đừng có bán ngô phạm bãi cho mà. Tay của em thì em mua chùm tèm. Hay tay của em đưa tay con bốn tiền tiền. Khi em ghi tay lên là bốn xin mà em mua. Thấy em giả tay. Sao là con bốn nào cho anh cần. Không. Dạ. Bếp xí ra rồi. Bếp tí ồ bếp. Vậy là cái nào? Dừa dở dừa ngon thì. Dở chỗ nào ngon chỗ nào? Thì có khúc dở khúc ngon. Không biết khúc nào dở khúc nào ngon luôn ha. Ăn đi. Ha, ăn bảo yếu cấp 2 bới bay. Anh sẽ kiếm xuống đây cho khô. Mà con mình chứ.